Đi làm vì đam mê. Thôi nghỉ chân cái đã, chúng ta đã ra khỏi rừng, từ đây về nhà chỉ còn một đoạn nữa thôi. Cậu đang nghĩ cái gì vậy? Tớ đang nghĩ sao cả làng mình ai cũng là tiều phu nhỉ, không ai làm nghề khác là sao? Trời ơi, chúng ta bao đời đã là tiều phu rồi, thì biết làm gì khác nữa? Cơ mà chả nhẽ lại cứ thế mãi, người ta ai cũng có ước mơ riêng, chả nhẽ cả làng mình không ai nghĩ ra làm gì khác à? Thì thế, à, mà cậu nói tớ mới nhớ. Tối hôm qua tớ mơ thấy một giấc mơ lạ lắm. Lạ thế nào cậu kể tớ nghe. Tớ mơ thấy mình trở thành một thầy thuốc, có rất nhiều người đến xin tớ chữa bệnh, tớ chữa khỏi bệnh cho rất nhiều người. Trời ơi, tuyệt quá! Giấc mơ của cậu thật đẹp. Dù đẹp thì nó cũng chỉ là giấc mơ thôi à, tỉnh dậy thì không thấy gì nữa. Chúng ta vẫn chỉ là những tiều phu thôi, nhưng chúng ta có thể biến ước mơ thành sự thật mà. Ôi trời, cậu cứ hão huyền, làm sao có thể biến thành sự thật được? Hàng ngày chẳng còn đủ mà bỏ bụng. Vậy cậu bán giấc mơ của cậu cho tớ nhé. Sao cơ? Cậu mua giấc mơ của tớ ư? Ừ, cậu không dùng tới, vậy tớ xin mua. Đấy, tớ bán cho cậu, giá một chầu rượu thôi. Được, một chầu rượu, thống nhất là cậu đã bán giấc mơ cho tớ rồi đấy nhé. Dạ con chào thầy. Dạ, thưa thầy Lan, con đến đây xin thầy cho con ở giúp việc cho thầy. Con khỏe mạnh, chăm chỉ, sẽ giúp được nhiều việc vặt cho thầy ạ. À, đúng là ta đang cần người giúp việc, nhưng nhà ta đơn sơ, sẽ không đủ khả năng trả lương cao cho con đâu. Thưa thầy, chỉ cần thầy cho con ăn ngày hai bữa là được rồi ạ. À, nhưng ta phải nói trước với con, công việc sẽ phải vất vả từ sáng đến tối đấy. Liệu con có chịu được không? Gian khổ đến mấy con cũng chịu được ạ. À, con sẽ không hối hận chứ? Dạ không ạ. Được, vậy từ nay con hãy đến ở nhà ta, hãy chăm chỉ làm việc, ta sẽ không bạc đãi con. Con xin đa tạ thầy. Tèo, tèo, đi đâu mà tất tả thế? Tí đó hả, tớ đang chuẩn bị nấu cơm thì hết gạo, nên chạy ù ra chợ mua. Tớ tưởng cậu sang nhà thầy Lan để tìm cách học nghề, hóa ra là đi ở hả? Thế thầy Lan đã dạy bí quyết gì cho cậu chưa? À, chưa. À, mà thôi, tớ phải về đã. Ở nhà thầy có nhiều việc lắm, tớ không la cà được. Rõ là cứ yên phận lên núi hái củi mang ra chợ bán có phải hơn không? Còn lâu thầy Lan mới truyền nghề cho cậu. Đã khuya rồi, sao con vẫn chưa vào ngủ? Dạ, con sắc nốt siêu thuốc này sẽ vào ngủ ạ. À, con vào đây đã bao lâu rồi nhỉ? Dạ, đã 5 năm rồi ạ. À, từ lâu ta đã có ý định tìm học trò để truyền nghề, nhưng chưa chọn được, vì người đó phải đầy đủ tố chất của một người thầy thuốc, phải có tâm đức. Ta theo dõi con và nhận thấy con đúng là một người mà ta đang tìm kiếm. Con, thầy quá khen không ạ? À, ta không quá lời. Thật ra, từ trước tới nay, ta đã truyền một phần nghề cho con rồi đó. Từ việc chọn la hai thuốc đến cách phơi, sấy thuốc. Dạ, vâng ạ. À, hôm nay, thầy giao cho con cuốn sách này. Cuốn sách này là cả gia tài của thầy, thầy truyền nó cho con ạ? À, con nhận lấy đi, con xứng đáng để nhận nó. Nhận nó để cứu đời, cứu người. Dạ, con xin ghi nhớ lời dạy của thầy. Vài năm sau, cậu ngồi đây đợi một lát nhé, tôi vào đăng ký tên đã. Chắc thầy thuốc này giỏi lắm, nhiều người đến khám bốc thuốc thế này cơ mà. Tôi đã đăng ký tên anh rồi. Anh bị nặng nên sẽ được ưu tiên khám trước. Thầy thuốc đây giỏi nhất vùng này đấy, anh cứ yên tâm. Cảm ơn anh. Có gì đâu anh, chúng ta đều là người cùng cảnh với nhau, gặp người bị nạn thì giúp thôi. Mời anh Nguyễn Văn Tý. Đến phiên anh rồi, chúng ta vào thôi. Thưa thầy, anh ấy bị tai nạn trong rừng, xin thầy giúp đỡ cho anh ấy ạ. Ôi, Tý. Ôi, Tèo, là cậu đấy ư? Hai người quen nhau à? Vâng, chúng tôi là bạn cũ.
Vậy may quá rồi, nhờ thầy giúp cho, tôi đang có tí việc không dừng lại ở đây được. Cậu ở đây, tôi đi, tí tôi quay lại nhé. Cảm ơn anh lắm. Vào đây yên tâm rồi, dạo này cậu thế nào? Lâu quá không gặp, không ngờ gặp nhau ở đây. Tớ vẫn làm nghề đốn củi thôi, nhưng gần đây khó khăn lắm, củi không dễ kiếm như trước nữa. Cậu thật là giỏi, mà cậu sao lại ở đây? Sau khi thầy truyền nghề cho tớ, tớ đã học tập chăm chỉ rồi nghe lời thầy. Tớ đã chuyển đến đây làm việc để giúp đỡ những người nghèo khó. Đúng như người đời nói, giấc mơ sẽ mãi là giấc mơ nếu người ta chỉ mơ mà không hành động. Thôi, cậu đừng buồn nữa, giờ chúng ta gặp nhau rồi, hãy ở lại đây với tớ, chúng ta sẽ cùng làm việc. Cảm ơn cậu nhiều lắm, đúng là trời lại cho mình gặp cậu. Tớ xin làm tớ cho cậu, người đã mua giấc mơ của tớ ngày nào. Sự tích con khỉ. Ngày xưa, ở một bản làng trên núi xa, có một cô gái tên là Eban, phải đi làm thuê từ nhỏ. Vốn người nhỏ bé, lại luôn bị sai làm việc nặng, nên Eban dù đến tuổi mới đôi mươi, mà người cứ quắt lại, trông xấu xí vô cùng. Ha ha ha, nâng ly nào! Ủa, kia là người làm nhà ông sao? Đâu ra lại có đứa xấu xí thế? Đã phân việc của nó là đi lấy củi trong rừng, thế mà dám vác mặt lên đây. Con kia, sao không đi lấy củi mà ra đây làm gì hả? Cút ngay! Phen này phải nghĩ cách đuổi nó đi, chứ chỉ vì đứa người làm mà khiến mình mất mặt quá. Dạ, củi đã đầy kho rồi ạ. Thay đủ củi là mày định ngồi chơi không hả? Đi gánh nước về đầy hết các chum cho ta. Chưa xong thì đừng có mà nghỉ. Dạ. Đói bụng quá rồi. Đã gánh nước xong chưa hả? Dạ, còn ba chum nữa hả? Thế sao dám phát mặt vào đây? Phải phạt cho người sáng mắt ra mới được. Nghe đây, gánh đầy nước xong đi bẻ đủ 10 gùi măng cho ta. Dạ. Ê Ban, cô cầm ăn tạm, tôi cũng chỉ giúp được đến thế thôi. Em cảm ơn ạ. Này chị có biết tin gì không? Em nghe nói ông chủ định đuổi Eban đi vì xấu xí quá làm mất mặt ông chủ đấy. Vậy sao? Khổ thân Eban. Sao số phận mình lại hẩm hiu thế này chứ? Xấu xí đến nỗi chẳng ai dám đối diện. Giờ bị đuổi thì mình biết phải đi đâu đây? Ông ơi, ông có sao không? Lão đói bụng quá. Ông ăn tạm đi, cháu chỉ có chút này thôi. Cảm ơn cháu. Ông uống thêm ngụm nước ạ? Cảm ơn cháu, cô gái tốt bụng. Cháu sao vậy? Dạ, không sao. Chỉ là nếu ông nhìn gương mặt xấu xí của cháu thì... Cháu là người tốt bụng, đó là điều quý rồi. Ai lại đánh giá con người qua vẻ bề ngoài chứ? Nhiều người đánh giá ông ạ. Ông chủ nhà vì ghét gương mặt xấu xí của cháu mà bắt cháu vào rừng hết gánh nước, nhặt củi, hái măng cả ngày. Không chỉ thế, giờ cháu còn sắp bị đuổi đi rồi ông ạ. Giá như... Thật ra ông biết cả rồi. Cháu là con người chăm chỉ, hiền lành, tốt bụng. Vừa nãy còn nhường cả phần cơm của mình cho ông, thế nên ông sẽ giúp cháu. Ông giúp cháu ư? Cháu hãy lội ra con suối chọn một bông hoa mà cháu thấy đẹp. Trong bông hoa sẽ có viên ngọc phép màu. Khi ăn vào, cháu sẽ trở nên xinh đẹp như hoa. Khi đó, hãy tự tin trở về nhà nhé. Trời ơi! Đây là mình sao? Này cô là ai mà lại ở đây? Dạ, thưa ông chủ, tôi là Eban đây mà. Eban,
Là cô sao? Vâng, tôi đã gánh nước xong rồi, giờ lấy thêm người để đi bẻ măng ạ. Làm gì có chuyện cô là con bé Eban xấu xí sao? Dạ, chả là khi gánh nước ở suối, tôi được tiên ông tặng cho bông hoa phép thuật. Khi ăn viên ngọc bên trong thì tôi trở thành như thế này. Bông hoa phép thuật ở suối ư? Thế ngoài đó còn không? Vâng, vẫn còn một bông ở suối ạ. Còn một bông? Chào cô không ăn cả hai viên ngọc ở hai bông hoa, có phải còn xinh đẹp hơn thế này không? Dạ, tiên ông nói chỉ cần một bông là đủ, nên tôi để lại một bông, biết đâu có người cần đến nó nữa à. Kia rồi, đúng là một bông hoa phép thuật. Của tôi, của tôi. Đây rồi, thế này thì ta cũng sẽ trở nên vô cùng tuấn tú. Mình cũng thử ăn cánh hoa xem, không được tuấn tú thì cũng hơn bây giờ. Ừ. À, hả? Chuyện gì thế này? À, quái vật. À. Lão chủ độc ác và đám người xấu tính tưởng rằng sẽ được trở nên xinh đẹp, nhưng không ngờ toàn thân mọc đầy lông lá và cả cái đuôi dài, chúng lẫn hết vào rừng trốn đi, không dám về lại bản nữa. Thời gian sau, nhiều người khi lên rừng hái củi, thỉnh thoảng vẫn gặp chúng. Người ta gọi chúng là những con khỉ. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé!